Hello mọi người, hôm nay gia đình mình sẽ tự đi săn Aurora. Hiện tại bây giờ là nhiệt độ bên ngoài đang là âm 15 độ C. Đang là 12 giờ khuya. Mình hy vọng may mắn sẽ đến với gia đình của mình. Mình coi dự báo thời tiết thì nói hôm nay cái khả năng thấy Aurora là 30% nha mấy bạn. Aurora hay còn gọi là Northern Light, tiếng Việt Nam có nghĩa là Bắc Cực Quang. Như thế nào thì mời các bạn hãy lên Google search giùm mình nha. Nhiệt độ bên ngoài đây hiện tại là âm 18-19 độ. Con đường này rất là tối. Mọi người trước khi đi nhớ đổ xăng đầy bình, mang theo nước, snack. Tại vì nhà mình có con nhỏ nên mình chuẩn bị đồ ăn rất là kỹ cho hai bé ở trên xe. Vì mình đâu có biết là bao giờ Aurora xuất hiện đâu, có thể là mình phải đợi 3-4 tiếng đồng hồ nên mình phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Gia đình của mình đã tới nơi rồi nè mấy bạn ơi, thì bây giờ chỉ ngồi ở đây đợi nó xuất hiện thôi. Cái chỗ mà hôm nay gia đình mình đi coi Aurora là đó là ở Creamer Field nha mấy bạn. Đẹp quá trời luôn nè, trời ơi. Phía nó đã rõ nữa nè. Hướng này đẹp quá nè, hướng này nè. Hướng này đẹp nè. Nè, bay cháu đi. Nè, chú xí á. Chú xí, nè. Chú chỗ này đẹp quá trời nè, bây chơi thẳng á. Mọi người đang đứng để mà quay phim canh trời tối 1-2 giờ sáng, điên dễ sợ luôn.